Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại tiếp với cái video tiếp theo của kênh Góc Nhỏ Sài Gòn nha. Hôm nay mình lại dẫn bạn đi khám phá một cái ngôi miếu nữa. Nhưng mà ngôi miếu này nó khác ngôi miếu kia bạn. Với cái clip trước thì mình review ngôi miếu mà có người quét dọn, chăm sóc và cúng kiến. Còn hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá một cái miếu bỏ hoang nha. Thì hiện tại mình đang đứng ở một cái bờ sông Sài Gòn. Sông Sài Gòn đấy bạn. Bên kia những cái tòa nhà cao tầng bên kia là bên quận 2. Xà lan đậu để làm bờ kè đó bạn. Mình đối diện trước mặt các bạn đó là cái landmark 81 tầng. Thì cái ngôi miếu này nằm ở có hai ngôi miếu nhỏ nhỏ nằm ở bờ sông, dọc bờ sông các bạn. Bờ sông này nha, bờ sông Sài Gòn đây. Đó, có một miếu, một ngôi miếu nhỏ. Có hai, ở trời cá. Có hai ngôi miếu nhỏ các bạn. Mình sẽ review hai ngôi miếu luôn nha. Lúc trước ở trong này có một anh thanh niên kiểu như không có nhà ở các bạn. Anh ở trong này, ảnh còn hay lau chùi quét dọn và thắp nhang á. Nhưng mà từ lúc mà dịch Covid tới giờ ảnh không biết ảnh đi đâu mất tiêu rồi. Đó, trước mặt các bạn nhỏ nhỏ đó là một ngôi miếu đó. Trước ngôi miếu là có cây dừa các bạn thấy không? Miếu này chắc là thờ những người mà chết các bạn. Những người mà mất ở dưới sông hay sao đó gì đó. Linh thiêng lắm người ta mới dựng lên ngôi miếu nè. Đây thì mình sẽ quay tổng thể bên ngoài cho bạn coi trước nha. Trước mặt ngôi miếu thì nhìn ra thẳng ra bờ sông. Thẳng qua bên khu đô thị cao tầng bên kia. Xéo bên kia là cái landmark. Đó. Trước ở đây là có nguyên ngay cái hàng về nước rậm rạp lắm bạn. Nhưng mà người ta đã chặt để người ta làm cái bờ kè đó. Thì sau lưng ngôi miếu, bên hông ngôi miếu là dừa nước không nè. Dừa nước bạc ngàn luôn. Không nói ở Sài Gòn chắc đâu ai tin đâu. Sau lưng ngôi miếu đúng là có một bãi đất trống và đất cỏ hoang đó bạn. Mình sẽ review sơ ngôi miếu nha. Đây thì trước mặt các bạn đó, cái hình cũng là cái miếu Nam Cô luôn. Để cái hình của Nam Cô và người ta đốt nhang với thuốc rất là nhiều luôn. Không biết sao Nam Cô mà đốt thuốc ta. Đó các bạn, thuốc rất là nhiều, không biết là của ai đốt nha. Có thể là người làm giữ xong, người đi tàu đó người ta đốt vậy. Nhưng không biết tại sao mà cái miếu Nam Cô mà lại đốt thuốc. Ở trước này có một cái mỏ nè. Này thì không có cúng trái cây gì hết bạn. Thuốc này chắc con thấy cũng hơi lâu rồi đó. Cũ rồi. Thì mình nói ở đây, mình nghe nói ở đây sáng khoảng mà tối á, sập tối sẩm tối xuống á, hình như là không ai dám vô đây á. Nghe nói bị nhát gì tùm lum ở trên mình không biết. Đây là cái ngôi miếu ở ngoài các bạn. Ở trong kia còn một ngôi nữa, mình sẽ vô ngôi trong cùng. Nằm ngay cái ngã ba sông luôn. Để mình tiếp tục mình tới mình review cho bạn coi luôn nha. Ngôi miếu này cách với ngôi miếu kia khoảng chừng cỡ 10-20 mét thôi bạn. Đây mình đã tiếp tục bước qua cái khu cỏ lát này mình đi qua. Sài Gòn mà còn có những cái cảnh này thấy giống như ở quê ha. Đây, trước khi bước vào ngôi miếu thì có một cái cây keo nó bị gió quật ngã đổ các bạn. Nó tạo ra thành một giống như một cái cổng để mình đi vô chứ. Đây, như trong này thấy nó
Đây các bạn, lúc trước á là cái ngôi miếu ngự trị ngay chỗ cái tảng bê tông này, nhưng mà không biết tại sao ta, à có nghĩa là chắc là mai mốt người ta làm bờ kè đó, làm bờ kè dọc cái sông này bạn, cho nên người ta đã dời ngôi miếu vào bên trong đây rồi. Hèn chi mình thấy nó hơi lạ lạ. À, trước ngôi miếu có cái cây gì trái gì đẹp quá vậy, hình như nó chuẩn bị chín, nó chín tím rồi kìa, giống như trái bơ quá, giống như trái bơ mà không phải trái bơ nha bạn. Cái này chắc ăn không được đâu, chứ nó được chứ cũng không còn. Đây thì mình sẽ đi tới cái ngôi miếu đây. Lúc trước á, lúc trước mình biết á thì là ngôi miếu nằm ngay chỗ cái bể bê tông đó bạn, nhưng mà khả năng là người ta làm bờ kè cho nên người ta đã dời ngôi miếu vào bên đây. Đây mình sẽ review gần lại cho bạn coi cái cảnh của ngôi miếu nha. Cái ngôi miếu này thì không có thờ hình hay cái gì hết, đồ cúng thì nói chung là thối rữa hết rất lâu rồi. Ở trong ngôi miếu còn cái mọc cây luôn kìa bạn, ở đây giống như cái ngôi bên kia luôn, cũng có rất là nhiều thuốc cắm ở trên cái lư hương đó, có hũ muối hũ gạo nữa. Này là không có thờ cô hay thờ gì hết bạn, chắc là thờ những người mà khuất mặt khuất mày. Ngôi miếu này thì có mái ngói ngon lành hơn ngói bên kia. Bên kia thì là người ta lợp bằng tôn sơ sài hơn các bạn. Đây, miếu này thì vẫn nhìn thẳng ra cái ngã ba sông các bạn. Chỗ này là cái ngã ba sông. Ở đây có cái gì mà chữ đồ đó đây. Chữ bằng sơn hay máu gì nhìn thấy đồ đỏ ghê quá. À, sau lưng ngôi miếu này hôm trước á mình biết được là có một cái căn chòi của một anh thanh niên, ảnh không có nhà ở các bạn, anh vô đây anh ở bên đây nè, và ảnh chăm sóc, anh dọn dẹp hai ngôi miếu này. Từ lúc anh đi rồi á thì ngôi miếu không có được nhiều người đốt nhang nữa. Cái chòi này thì cũng lâu, khá lâu rồi, từ lúc dịch Covid tới giờ là không thấy anh nữa. Không biết là anh tìm được người thân hay gì rồi mà không thấy anh nữa. Nói xuống mình quay sơ kia. À, chén bát này kia cũng vẫn còn, võng thì vẫn còn, còn mấy cái dây kia. Mấy cái dây treo để làm gì bạn biết không? Không biết mấy cái cọng dây thừng bè bự này để làm gì bạn biết không? Còn cái giỏng kìa, đây thì nó mà mục nát hết rồi bạn, 2-3 năm còn khá lâu rồi. Đó, thì cái này lột lá và nước khá là dày, rất là mát nha, sát bờ sông á. Cái dây thừng đó người ta cột vô cái chòi này và người ta cột vào cái cây các bạn, vì ở đây là gió nhiều lắm, người ta sợ gió nó thổi bay luôn cái chòi đó, người ta cột người ta ghì vô trong cái cây á. Đó, bây giờ mình sẽ đi tới cái ngôi miếu lần nữa nha. Mình review lại các bạn rồi mình sẽ kết thúc video nha. Các bạn thích mình thì các bạn cho mình một like và một đăng ký nha bạn, để mình đi tìm những cái ngôi miếu nào bỏ hoang á, nơi nào tâm linh á, mình sẽ review cho các bạn coi nha. Cảm ơn bạn rất nhiều, nhớ cho mình một like nha bạn. Sau lưng ngôi miếu đây, trước ngôi miếu có một cái cây gì lạ lắm, không lạ đối với mình thôi chứ chắc là nhiều người biết cái cây này mà, trái như trái bơ quá. Đồ cúng này thì ly chén đèn cầy đồ ngã lung tung, bông thì héo hết trơn rồi. Còn cái hũ này hũ gì mình không dám mở đâu, thì khả năng chắc là hũ nước rồi. Trong miếu có cái cây nó mọc lên trong giữa ngôi miếu luôn kìa. Thuốc thì cũng khá là nhiều luôn, nhang. Ở đây có một cái dĩa trái cây mà lâu quá rồi nó thối rữa rồi.
ta cứ cúng bánh này chứ bạn. Đó thì thế em biết là người ta sẽ, người ta đã dời cái miếu từ đây vào bên trong kia chứ người ta không dám đập bỏ rồi bạn, người ta chắc dời dời vào trong á. Miếu thì nhìn thẳng ra ngay về ngã ba sông, ngã ba sông Sài Gòn. Thì những cái miếu mà nằm đặt hay nằm đặt ngay chỗ cái ngã ba thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Đó. Bạn nhìn thấy cái cổng không? Đây một cái cây nó ngã xuống, cái gió nó ngã đó, rồi những cái dây leo nó leo qua và nó tạo cho mình giống như một cái cổng để bước vào ngôi miếu các bạn, khá là tự nhiên nha. Đó, thì bây giờ mình đang đi đủ đường đi ra nè, mình sẽ đi ngang qua cái ngôi miếu đầu tiên mình đã review bạn rồi đó. Thì bây giờ mình ra sẽ mình review lại một cái nữa nha, review sơ một cái nữa thì mình sẽ kết thúc video nha. Đây bạn, trước ngôi miếu có cây dừa, đây có mấy chả nhào nè, ông thánh chả nhào vô ăn nè. Miếu này thì cái mái thì sơ sài hơn miếu bên kia rất là nhiều, ở đây thì cũng thoáng hơn bên kia rất là nhiều. Ở đây thì có thờ Năm Cô, và mình vẫn không hiểu là Năm Cô mà tại sao người ta đốt thuốc rất là nhiều luôn, sinh số hay cái gì không biết. Nhưng đây tối thì người ta đốt nhang ngoài nè, hai bên luôn. Ở đây tối đó, trước cái anh mà không có ấy chỗ anh ở trong cái chòi đó bạn, anh nói tối ở đây là không ai dám vô, chỉ có mình ảnh thôi, chỉ có mình ảnh dám ở đây thôi chứ không ai dám vô đây hết. Nhưng mà không biết rồi, ảnh đi một thời gian rồi sao ảnh đâu mất tiêu luôn, anh mình không thấy ảnh nữa bạn. Mình cũng có nhiều lần vô tìm ảnh nhưng mà không thấy luôn đó. Đứng ở vị trí này mình sẽ thấy được hai ngôi miếu luôn nha, một cái ở đây, một cái ở kia kìa, đó hai ngôi luôn. Rồi thì mình xin kết thúc video ở đây nha bạn. Bạn nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh. Đó là cái động lực để mình đi tìm hiểu và đi review những cái nơi tâm linh và những cái ngôi miếu hoang ở trong Sài Gòn của mình bạn. Rồi. Chào các bạn nha. Bye bye các bạn.